Thưa quý vị, nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực được tổ chức, qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các hành động về bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho thành phố, đặc biệt là thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa gắn với đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường. Là địa điểm có nhiều khu đất trống, lại tiếp giáp với âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, nên phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng luôn nỗ lực trong công tác quản lý và triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường. Với nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như phong trào ngày chủ nhật xanh, cầu thang không rác, tổ dân phố không rác, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, đã góp phần làm cho diện mạo đô thị của Thọ Quang ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đối với những hoạt động phát động hưởng ứng hành động theo vì môi trường và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam hôm nay thì rất là ý nghĩa với địa phương. Qua đó thì địa phương đã huy động lực lượng khoảng 250 người để tổ chức dọn các khu vực. Mọi người rất là hào hứng và có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao để tham gia cái vệ sinh môi trường của địa phương. Tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Hội nông dân phường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai mô hình gian hàng thu gom rác thải nhựa với chủ đề đội rác thải nhựa lấy quà tặng. Sau khi ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn, mọi người hào hứng phân loại chai nhựa, vỏ lon, giấy, các loại rác thải tái chế từ gia đình để chuẩn bị đến đổi quà tại gian hàng. Rác thải được phân loại và cân ký, từ đó có thể đổi xà phòng, nước rửa tay, khẩu trang. Số tiền thu về sẽ được dùng để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là mô hình mới sẽ được Ủy ban Nhân dân phường An Hải Đông tiếp tục thực hiện trong thời gian đến. Thì đây là một trong những cái hoạt động nhằm tuyên truyền người dân nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là cái việc phân loại rác thải tại hộ gia đình. Các cái đồ vật ở nhà mình đưa đến mình đổi cái món quà, mình cầm về mình dùng mình được. Đây là đồ những cái rác thải mình không tận dụng nhưng mình để mình đổi mình lấy quà được đó, những cái là mình rất rất thiết thực cho chị em cũng như là tất cả bà con mình. Ngày môi trường thế giới năm nay với chủ đề chỉ một trái đất, nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, mỗi tổ chức cá nhân cần làm từ việc nhỏ đến việc lớn trong cách đồng bộ, từng bước hình thành thói quen bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị ngày càng xanh, sạch đẹp.